Alo, thân chào tất cả mọi người, chào những anh em. Thì ngày hôm nay mình có đi ve chai và mua được một số món đồ, làm clip quay lên chia sẻ cho anh em cùng xem cho vui ha. Đầu tiên mình mua được một con quái thú đứt cái đầu, con mèo tôm màu vàng mấy triệu. Mèo này thì nó xước cái đầu ra rồi, nhưng mà mình phái mấy cái đồ này lắm, thì mua về sửa lại, xài được thì xài, không được thì mình làm mô hình chơi cũng được. Còn y dò cẳng tay chân, đuôi còn luôn, mắt cái nắp này à, mắt có chỉ có mắt cái nắp pin à. Không sao, ở nhà mình có một con, giờ mua thêm con nữa cho có bạn cho vui, để buồn tội nghiệp đó. Rồi cho nó nằm đây. Một con mèo tôm, mình mua được cái mạch này quý vị. Mình mua được một cái mạch giải mã âm thanh mini, nó chạy con PC gì cũng không thấy luôn nữa, gắn với dâm tản nhiệt à. Mạch thì thấy linh kiện này nó nhoi chứ, linh kiện quá nhiều linh kiện rồi. Mình nghĩ mạch này chắc chạy em à. Ba con chiếc áp, chiếc áp này có nghĩa là chiếc áp này bật tắt à, bắt chép gì nè, volume gì được. Mà cái mạch này thì thường ít hư lắm, mà hư thì cũng có thể sửa được, sớm được vứt. Rồi về đây mình mua được một cái này là cái gì ta, quên rồi nè. Cái miếng tản nhiệt cho cái laptop, gắn vô thử có chạy không. Lấy cục sạc dự phòng gắn vô, tẻn tèn tèn, ở thấy nó chớp chớp kìa. Còn chạy, còn quấy nè, ấy còn chạy ha, có đèn luôn ấy, không lạnh chưa. Nhưng mà cái này nó hơi bị lỏng nè, ghim vô sâu quá nó không có sáng nè, rút rút hơi ra đó. Bị cái này thôi, không có gì. Món thứ hai ngon, nằm đó đi em, cho qua một bên chống chảo rồi. Món thứ ba là một cục sạc dự phòng, nhiều đồ lắm đấy. Cục sạc dự phòng có cái hiệu là Ume Chevo, đọc tiếng Anh như đọc tiếng Miên vậy. Sạc này chắc hư người ta mới vụt, chứ mà sạc đây là pin, là cái chỗ nó vô pin là cái chỗ mà hiển thị pin nằm đây nè, nhưng mà bấm thì nó không lên. Bây giờ chúng ta ghim sạc thử. Đây có cọng dây sạc luôn nè, ghim vô coi nó có hiển thị khỉ gì không. In nó cháy cái đèn này, mà nó chỉ cháy cái đèn này thôi, mà nó không có đi ấy, mạch này có nguy cơ à. Không sao, chỉ cần lấy pin soi sải cũng được. Rồi cho nó nằm đây. Một cục sạc dự phòng, lại thêm thằng khứa sạc dự phòng nữa, bấm này nó không thấy lên gì hết trơn luôn. Sạc hay sạch chế, để đó đi, từ từ mình sẽ xử lý nó sau. Được cái này là cái gì ta, minute second, cái này là cái gì mình không biết nữa, mà mình thấy nó có xài pin nữa nè. Cái máy này máy đo gì á, star, máy này máy đo gì ta, bạn nào biết cái máy này để dùng làm gì comment giùm mình đi, chứ mình là bó tay. Ý, mở này ra được nè, máy này làm gì ta, kiếm cục pin gắn vô thử rồi. Đây có cục pin nè, cái pin này bự hay gì, pin này chà bá rồi, gắn sâu mình có đóng pin nè, đi ra chai lậm viết đóng, có cái lậm trên mạng, có cái lậm ở trên lậm ở tiệm nữa. Đây ghim vô đấy, sờ ta
Sao ta? Im gu chạy. Vú bà vô đi. Hương tao mới bỏ chứ còn xài ai bỏ chi má. Vậy hả? Tưởng đâu còn xài tốt mà bỏ cho mình chứ. Rồi. Kệ. Sưu tầm. Để đó có ngày hữu dụng. Được một cái kính. Còn lành lặn luôn. Kính này chắc mắc tiền à, tới mười mấy ngàn lận. Đấy. Kính mát. Đấy. Được một cây viết máy. Cây viết này còn xài được nè à. Bảo đảm luôn. Mình lấy cuốn vở mình ghi thử rồi. À. Ô, mồ hôi đổ ướt luôn. Giết được. Do tay mình hơi mồ hôi cho nên giết nó hơi bị lem chút. Nhưng mà giết được. Đấy, mình giết được nè. Thấy chưa? Đấy. Ngon lành. Rồi, cho nó qua nó nằm nó chơi luôn đi. Đây mua được cái này gọi là cái gì ta? Cái khay đựng đồ. Một cọng dây sạc. Dây sạc này là dây sạc Type-C luôn á nha, chứ không phải là thường đâu nha. Rồi bây giờ mình sạc thử luôn coi. Ghim này vô nè, này nó có Type-C nè. Coi nó có còn nhận điện không? Type-C, ghim vô. Xem gu ta. Ê, nó còn có nhảy nè. Ủa nhảy đâu? Không nhảy luôn à. Nhảy có lên điện chưa mày? Rồi. Cộng dây sạc này. Nó dòng họ dưới cái này nè. Cộng dây sạc nó dòng họ dưới cái này. Nhậm gì? Kể đi. Nằm đó đây mày. Mua được hai cái bánh xe tổ bố luôn. Hai cái bánh xe này bự chà chẳng báo luôn. Mấy cái này mình đi chơi trai thấy là lắm à. Mua à. Không có nhiêu tiền chứ. Nhưng mà có lúc có cần xài đến không có nha. Mua được đống này là biết gì. Mấy cái nút mấy cái này nè. Nhiều lắm mà mình lấy nhiêu đây à. Này là cái gì ta? Này tiền xu, tiền bảng gì á. Có cái này khác à. Mấy này như giống nhau à. Hình gấu không à. Được nhiêu đây. Lấy nhiêu đây chứ nhiều lắm mà mình hợp là tại mình lấy nhiêu đây à. Đó. Rồi để mấy này vô đây đi. Từ từ mà ngâm cứu nó. Cái mạch này thì mình đi cắt nè. Để thôi để hư à. Đấy. Được mới có mấy món đó chưa nha. Còn nhiều lắm ạ. Từ từ. Đây. Một cái. Hai cái. Ba cái. Cái này của nó. Thêm cái nữa. Bốn cái. Đây là bốn cái này là theo mình đoán không lầm là bốn cái loa Bluetooth. Cái mạch của nó nè. Cái mạch này có Bluetooth nè. Nó có đường điện vào nè. Có đó là pin nè. Đây là công tắc hay gì mà. Lay on off là đây nè. Mà sao mà còn cục pin luôn nè. Đó. Nó gãy cái này à. Nó gãy mạch, nó gãy chỗ này à. Rồi bây giờ để bánh mình cấp nguồn vô coi. Nó còn xài được không? Đây mình sẽ cấp nguồn cho nó. Thời tiết ngoài trời hiện giờ đang quá mát. Mình đang ở châu Phi hay gì á. Kiếm điện vô. Thêm gù à. Ê.
sáng sáng nè, sáng chân nè. Đấy, sáng đây, sáng đây. Kim vô là sáng đèn nè, nhưng mà mở thì nó không lên. Đây, mở nó lên nè bạn, mở lên nè, lên đèn nè. Đấy, mở lên nha, lên đèn xanh luôn rồi nè. Vậy là cái này nó lên đâu, mình lấy cái máy mình kết nối Bluetooth coi không biết nó lên không. Mình quay nhiều khi mình để không có ấy. Rồi cái này để đi, từ từ mình test sau. Bây giờ mình chỉ giới thiệu các cái là sản phẩm thôi. Cái loa này là nó đi chung với cái này nè. Đó, nó còn một cái đường giữa, nó ở trên này chắc có cái loa hay gì đó mà nó mất tiêu rồi. Cái đường dây loa ra nè, chữ speed nè, USB-K trừ cộng chỗ này nè, nó đã mất rồi ha, cho nên còn lại cái này à. Cái này là chắc có thể là do mấy người đồ mũ người ta đập ra, chứ thực tế ra là nó không ấy đâu. Tương tự như đây cũng vậy nữa nè, nhưng mà cái này thì nó còn dính lại, biết nó có gãy chân chưa, chứ hình như là nó chưa gãy chân, còn dính lại. Chỗ này là nó có một con ốc mà người ta không có biết, người ta ấy, ốc nằm đây nè. Để mình tháo ra thử rồi. Ôi mà thôi đi, để đi, mình chỉ giới thiệu các sản phẩm thôi, còn cái việc test nó có cái clip sau. Rồi, một cái, hai cái. Cái thứ ba nó cũng gãy hai cái chân, nó cũng bị chang vậy đó. Mắt tôi thêm mắt luôn cái cổng sạc đó nè. Nó còn lại cái viên pin. Pin là đâu mình lấy mình ra mình đo thử coi nó còn pin không. Sức luôn rồi. DC 20V. Còn con không? Không phải mấy, pin này chết rồi. Một hết pin, hai chết rồi. Rồi, đây cũng là làm cái nữa. Cái này nó chỉ có duy nhất là cái gì thôi à, nó khác với mấy thằng kia. Trong này thì cái mạch nó còn gì nè, tầm lâm thứ hết trơn á. Dùng điện vô coi, không thấy cục pin. Nó còn lo luôn nè nha, này nó còn lo luôn. Còn lo luôn nè nha. Dùng mình lên đèn nè, on, sáng đèn luôn nè. Đó, nó nói chuyện luôn, nó nói chuyện tiếng Miên luôn. Salute to suffice to appreciate vậy đó. Mới nói vừa nói luôn á. Lo này còn xài được. Ý, đó, mới sạc được chút pin là nó cũng còn sống được nữa nè. Này mà game thay nhớ vô là chuyện hát luôn á. Game thay nhớ hát thử rồi. Mình kiếm thẻ nhớ không có rồi quý vị. Thôi để từ từ mình hát sau. Rồi, cái này là ok nè. Còn chỗ này là cái chỗ gì ta? Sao mà mình không thấy ta? Để nó giống như mấy này. Chọt cái cây lên. Thôi kệ đi, thẻ nó qua một bên đi. Nằm đó đi em. Đấy, được mấy cái lo. Bluetooth. Tiếp theo là mình mua được một đống mạch. Cái này là đèn led quá, led này led 12V quá à. Này là nó nằm gì nè, nằm trong này nè, đèn led. Led này chắc cũng dung lượng cao à. Đâu mình sẽ thử cái này nó để lại gì ta. Led 715 63L. Ngoài ra anh để tên con led không à, nó không để tên dòng họ chứ. Led 55, 56, 57, 15, led 1, led 2, ơi gì đó. Đâu bây giờ mình cấp điện thử cho nó coi. Cấp thiệt chứ cấp thử cái gì. Dùm điện coi, 12V. Đây là mình có cái nguồn 12V nè.
Đây mình có cái nguồn nè, bây giờ mình thử coi đo coi nó ra coi nhiêu volt. Đây 20V đi. Thấy đồng hồ xuống đó hết thấy gì luôn á. Thấy rồi đó. Dương, Dương 12V. Ok. Đấy. Cặp vô thử coi led nó còn cháy không. Cháy hết mình đi bồ. Việc gì phải xoắn. Trừ cộng nó có để luôn nè quý vị. Linh nát lại coi, đấy. Có để chữ trừ chữ cộng luôn. Bên này trừ, bên này cộng. Trừ thì kẹp vô trừ. Cộng thì kẹp vô cộng. Ok. Cháy nè. Ok. Quá em. Cháy luôn, cháy hết luôn. Ủa sao tắt. Tắt lý do tại chỗ này nè. Kết nối. Là đứt luôn rồi. Là cháy đường chút đi luôn rồi. Đi nguồn luôn à. Cháy lại rồi. Nghĩa là nó cái chỗ tiếp xúc này nè. Đó, cháy, led cháy luôn ha. Thanh này coi. Mình thấy có hai thanh mình lấy hai thanh chứ mình thấy nhiều cái mình lấy hết luôn ha. Xong này nó không để trừ cộng gì cho này. Này trừ nè. Giống nãy đi. Chớp chớp rồi mày, nó cháy. Đó, nó cháy nhưng mà nó đứt một số con rồi. Đứt khứa này nè. Mạch này nó cháy không bằng mạch kia. Đấy. Mình biết cho nên nó là mình lấy luôn cái vỏ đèn của nó. Lấy cái vỏ đèn của nó nè. Đó. Tháo ra mình lấy luôn. Đó. Về để mình gắn vô. Rồi, cho mấy led này nằm qua bên đi. Mình mua được cái này không biết gì. Cái gì cũng không biết cũng mua chứ. Kệ. Mua nhiều nó cũng tính tiền vậy, ít cũng tính tiền vậy, dê chai ngộ gì đó. Nhưng nên nó là thà lấy nhiều còn hơn lấy ít. Trong này mình thấy có mấy cái tụ điện nè. Cái tụ điện hay cái gì, cái biến cái cụ cảm gì á. Mấy ông phép. Hai tụ trà trong báo luôn. 250V. 250V đâu xài làm gì. Thấy có nhiều đồ quá. Mua luôn. Để đó. Có làm có quen với Lý Tịnh mua được 3 dòng của ông Na Cha nó bán lại. Nhờ quen được với Lý Tịnh mới mua được 3 dòng này nè. Chứ không có quen được Lý Tịnh sao mua được. 3 dòng này chắc gắn vô mấy ngày chứ nào. Nó gì đây nè. Thế mình đón vậy đó, mình thấy đón vậy đó. Phải không ta. Này cứ găng ga nó cũng găng ga. Nào cũng cái găng ga chân sau gắn vô dính ý mà gắn vô dính nè. Đó. Rồi gắn vô cái thằng ở dưới này hay gì á. Theo mình đoán vậy đó mình thấy vậy đó rồi mình lụm luôn. Thà là ta sao ta gọi sao ta. Nhìn bắt ối không phải đó đâu nhưng mà thôi kệ. Quen với Nga Cha lấy được 3 chiếc vòng. Đấy. Bỏ đó đi. Mua được cái cục sạc Samsung mà nó còn có chữ Sam mắc chữ sung à. Có cộng dây nguồn luôn nè. Cộng dây này thì mình nói chung là nhìn nó cũng gớm ghiếc quá. Mình chỉ hy vọng này lấy ổ điện qua liền. Ghim vô mình không cần phải xài đâu. Mình có cái dụng cụ đo. Đây, đây là dụng cụ thần thánh của mình. Đó, giờ mình chỉ cần ghim vô đây là xài được không là biết liền à. À nó hiện lên nè. 5,9V. Kéo dây chút xíu rồi. Đây. Thấy chưa? Như vậy là này nó xài được. Có dòng điện ga. Khi nào mà xài được thì dòng em bé chạy. Vũ bi test. Quá ngon lành. Mấy củ sạc ít hơn lắm. Củ sạc này là củ sạc... chắc cũng sạc tàu lao à. Kệ đi, tàu lao không tàu lao gì kệ đó.
có xài là mừng. Rồi bây giờ mình thử lỡ là thử con dây này đi chứ để làm gì, nó xài được luôn thì được combo, ai đó mà không có thì mình cho người ta. Đấy, ghim vô. Bùm, hạt hồn, chớp chớp, sạc được, xài còn được luôn nha. Đó, sạc dẫn vô pin nha, cung cấp một cái củ sạc và một con dây sạc còn xài được. Đấy, quá mừng, nằm đó đi em. Ten ten ten, được một cái máy tính, bấm không lên. Thường này nó thư lắm, Casio này cái máy tính này tốt lắm. Mà mua giờ không biết tính gì nữa, mà lại tính tiền mua vàng. Vàng cái này đang sụp không để mua ha. Thay cục pin vô, xài. Mua được cái vòi, vòi nước. Nó cũng hỏng tùm lum tùm la hết trơn nè. Cậy. Mua cho có đỡ hơn không. Đây là một cái pin dự phòng mà mắc tiêu cái mạch này, của thằng Auron. Được 3 viên pin nằm trong này, còn 3 viên pin. 3 viên pin. Rồi để đây. Cái này là cái biến pin con thỏ thành 12V nè. Cái này là hay đó. 1 2 3. Nó mắc nối tiếp với nhau không à? Nó mắc nối tiếp. 4 viên thì nó được là 6V. Bên này 4 6V nữa là lên cái này 12V nè. Mình không có đủ pin đâu mà mình làm. Mình không có đủ pin nên mình không có kết nối ấy. Mấy viên pin này không biết còn đủ vol không ta. Nếu đủ. Mấy viên pin bé này coi mà mình mua có sẵn gì đâu mà nó có 4 viên phải được 6 viên cũng ngon thôi. 1 1V. Hết pin rồi. Rồi, kệ nó đi. 1V mấy V mình mua được cái đó. Biến có lắm lúc cũng cần xài đến đấy. Làm pin về gắn vô là 12V nữa mà mình nữa là cho ra đầu này đang mình làm này kia chơi. Hả? Giàu có gì. Nãy mua được mèo này nè, nhiều khi không có gì cho ăn cho nên là mình mua được cho nó hai con chuột. Đấy. Có chuột cho mày ăn nha mày. Hai chuột người ta cắt hai mắt mất tiêu hai cái đuôi của nó. Nó chỉ còn gì thôi. Nhưng mà nó còn nghe cốc cốc. Cho nên mình lấy về biết đâu mình sửa được sao. Mình thằng thánh lắm. Nãy mua cái bánh xe, bây giờ thêm cái bánh xe nữa nè. Không nói về cái nhiều này nữa nha. Được. Được này. Dây sạc, biết sạc cái giống gì nữa. Lạ lạ. Cái đầu sạc không biết đây sạc cái gì quý vị. Bạn nào biết thì xin comment cho mình biết nha, chứ mình nhìn này là mình ngu rồi đó. Cái đầu này thì mình biết, cái đầu này chắc ai cũng biết rồi. Mà đầu này lạ quá. Đầu này giống như đầu lân vậy. Đầu nó nè. Biết làm gì. Ten ten ten. Ten ten ten. Mua được cái mic TV. Mic TV. Mấy von ta? 12V à? DC 12V quý vị. Xài DC 12V. Kiếm DC 12V ghim vô coi. Đây. Có DC 12V luôn, ghim luôn. Mình là cái gì cũng có. Bấm cái lên nào, lên nguồn luôn. Bấm là lên nguồn. Nguồn là lên đó. Nhưng mà không biết xài sao à. Đầu ra nè. Nói chung là lên nguồn đó, một cái mic TV. Lại thêm được một cọng dây sạc nữa. Dây sạc này là của Ava. Ava cọng Type-C. Để nó đi, không cần test nữa đâu. Một cái bóng đèn LED. LED này. Đây được cái bóng đèn này nữa nè. Tôi game coi cháy không? Không cháy à. Bây giờ mình bỏ con này ra, thay này vô coi cháy không. Hắn vô. Tên tên tên.
2, 3. Không cháy luôn. Không cháy là chưa chắc, thì tại có khi nó hư này. Giờ mình lấy cái thằng thánh của mình ra nè. Đây nè, nhím vô nè. Chu 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 chu. Rồi em go. Chu ha, này còn cháy. Cú vớt đời em được này, có sao đâu, đồ cái trái mà. Và đây là những cái cuối cùng của mình, một cái giết, giết con ga mực luôn á, giết ai đẩy có mực, một cái băng. Mình thấy ba cái nhưng mà lời cha, nhạc tiễn lời cha, video đàng hoàng, còn mới lấy về làm đó là đồ cổ nha. Một cọng dây cáp này biết làm gì nữa, cáp này biết ghim vô đâu nữa, này ghim vô máy tính à. Rồi như vậy ngày hôm nay mình có đi ve chai và mua được một số món đồ thế này, giới thiệu cho anh em xem, anh em thấy như thế nào. Giá mua 50.000, chỉ có 50.000 thôi ha. 50.000 được nhiêu đây, thì nói chung thì nó cũng không có mắc quá, được vài ba món thì nó cũng đủ vốn rồi ha. Thì là quý vị hãy cho mình một cái bình luận, rồi cho ta cái bình luận nha mèo. Hãy hẹn quý vị trong các lô clip tiếp theo của mình nha. Thân chào, hẹn gặp lại.